Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang có mặt tại nhà thi đấu Tây Hồ tại thủ đô Hà Nội. Và ngày hôm nay ở nơi này sẽ diễn ra game đấu thứ 34 của VBA mùa giải 2023 giữa đội bóng Thăng Long Warriors và Hồ Chí Minh City Wings. Nó không quá khi cho rằng đây là cặp đấu có tính chất bản lề, có tính chất quyết định cho cuộc chạy đua giành lấy một tấm vé tham dự playoffs ở mùa giải năm nay. Và một trận thắng với tỷ số không quá cách biệt của cầu thủ Warriors, trận đấu mà Vincent Nguyễn đã có đến 21 điểm và trận đấu đã chính thức được bắt đầu. Sammy Swain, cơ hội phản công cho cầu thủ Warriors, vẫn là Swain. Và dứt điểm ở góc không độ của Trương Hoàng Trung và điểm số cho các cầu thủ chủ nhà. Và dứt điểm quá hay của Trung Trương. Smith từng ghi đến 48 điểm trước cao thủ Warriors. Thủ thường gây ra khó khăn cho Thăng Long Warriors trong những màn đối đầu trực tiếp. Cơ hội cho Sa Nhúc có 2 điểm cho các thủ đối khách. Mạnh ghi điểm khá tốt của Hồ Chí Minh City Wings. Trung Trương, đây là Lê Hiếu Thành. Bóng trên tay của Justin Young. Sammy Swain ném 3. Và đó là điểm số tiếp theo cho Thăng Long Warriors. Và ném 3 thành công thứ hai của đội chủ nhà kể từ đầu trận. Cho tới lúc này của trận đấu thì Warriors đã có 2 pha ném 3 thành công, trong khi con số bên phía City Wings là không tròn chính, nhưng vừa rồi là nỗ lực tuyệt vời. Tình huống vừa rồi cho chúng ta thấy rõ ràng là Warriors họ đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho trận đấu này. Jeremy Smith, tình huống phòng ngự rất tốt đến từ John Fields, cú lốp của John Fields. Chắc chắn là huấn luyện viên Eric Olsen sẽ cần phải đưa ra một phương án hiệu quả hơn. So với mặt thể hình thì rõ ràng Sa Nhúc không thể trở thành đối trọng với John Fields. Jeremy Smith, bóng đi vào rổ và 2 điểm cho đội khách Hồ Chí Minh City Wings. Sammy Swain. Vừa rồi Jeremy Sa Nhúc đã quyết định đánh thẳng vào vị trí của John Fields, nhưng kết quả chỉ là một pha dứt điểm hỏng ăn và sau đó là cú ném 3 thành công. John Fields có cơ hội. Đặng Thái Hưng, 2 điểm tiếp theo cho đội chủ nhà. Những giây phút thi đấu tăng hòa của đội bóng huấn luyện viên Dalio. Vincent Nguyễn chắc chắn sẽ cần phải thể hiện được vai trò thủ lĩnh của mình và đã có pha ném 3 thành công đầu tiên kể từ đầu trận của các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings. Vincent Nguyễn đưa bóng cho Smith. Jeremy Smith, 2 điểm vai đoàn cho Jeremy Smith. Smith đã rất dễ dàng câu được lối và cũng mang về thêm 2 điểm để giúp cho City Wings tạm thời không bị bỏ cách quá xa bởi Thăng Long Warriors. Và dứt điểm của Trung Trương. Rõ ràng với một John Fields ở trong khu vực hình thang thì các cầu thủ Warriors rất tự tin với những cú ném 3 của mình và lại là một pha dứt điểm tầm xa chính xác nữa. Vincent Nguyễn vẫn còn cơ hội cho đội khách. Có điểm hay không? 2 điểm vẫn ngoan cho Smith. Trong bối cảnh mà Evgen Sanyuk gặp quá nhiều khó khăn thì cao thủ đội khách đang phụ thuộc rất nhiều ở những tình huống đột phá, tỏa sáng và ghi điểm đến từ Jeremy Smith. Và anh Quân có thấy sự tinh quái của Jeremy Smith không? Luôn là những pha xử lý mang lại ưu thế cho mình, nhưng đồng đi cùng với anh đó là John Fields. Vincent Nguyễn, Tấn Hải Đăng, Jeremy Smith ở một vị trí rất trống trải. Anh bình tĩnh, căn chỉnh góc độ và có một tư thế chuẩn xác nhất. Phải đối mặt cùng Jeremy Smith với khả năng đi bóng tốc độ cùng những pha xử lý rất mượt mà của cầu thủ này. Tranh chấp tốt và sẽ có một kiến tạo dành cho Jeremy Smith. Và thậm chí còn có N1 lỗi điểm. Phải nói là rất không cần thiết. Một cơ hội có lẽ là đầu tiên trong trận đấu để cho cao thủ Hồ Chí Minh City Wings có được ưu thế dẫn điểm trước đội chủ nhà. Hơi khó khi vừa rồi trước mặt anh là John Fields. Ở những bước chuẩn bị đầu trận thì chúng ta thấy Sa Nhúc tập những cú floater như vậy rất nhiều, nhưng ngày nay anh chưa thành công ở những pha xử lý như vậy. Và vừa rồi là Justin Young. Jeremy Smith, bóng tới tay của Vincent Nguyễn. Vincent Nguyễn có điểm hay không? Và đó là điểm số đầu tiên của Vincent Nguyễn, pha ném 3 thành công. Với Văn Hùng, anh đã trải qua 2 trận đấu liên tiếp không ghi điểm, không rebound và cũng không kiến tạo cho đội bóng của mình. Nguyễn Văn Hùng, bóng tiếp tục đi vào rổ. 2 điểm tiếp theo cho cầu thủ số 14 của đội chủ nhà. Trước mặt Evgen Sa Nhúc quyết định đột phá vào trong. Một pha xính quá táo bạo đến từ Đặng Thái Hưng. Trước mặt anh đó là Evgen Sa Nhúc, một cầu thủ có chiều cao và thể hình tốt hơn. Khoảng cách 5 điểm cho đội chủ nhà Warriors. Bóng lên tay của Sa Nhúc. Pha dứt điểm của Nguyễn Thành Tùng. Pha dứt điểm thành công. Hải Đăng với nỗ lực lay up không thể mang về điểm số. Rất hay!
một trong những pha phối hợp ấn tượng nhất cái trận đấu trận cho Warriors, giống như trong hiệp đấu đầu tiên. Simon Swain, cú ba của Swain, bóng đi vào rổ, quả ba điểm rất quan trọng của Simon Swain, năm pha kiến tạo và hai steal. Là một pha dứt điểm từ xa bên phía đội chủ nhà, bóng chưa đi vào rổ nhưng có sự hỗ trợ đến từ John Fields. Ta cùng chờ xem giải pháp của Smith. Quyết định đột phá, dứt điểm của Smith, bóng đi vào rổ, hai điểm cho cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings. Đối thủ có thể ngăn cản được ngoại binh bên phía Thăng Long Warriors và hiệp 3 đã bắt đầu rồi. Hiệp 3 với sự kiểm soát bóng thuộc về các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings. Cú ném của Vũ Đoàn Minh Phương, cú bank shot chính xác và 3 điểm là khởi đầu của City Wings. Phản công cho Hồ Chí Minh City Wings rất thuận lợi cho Tân Hải Đăng, chuẩn xác 3 điểm cho Hồ Chí Minh City Wings. Họ đang dẫn điểm so với đội chủ nhà khoảng cách 4 điểm. John Fields, bóng quen thuộc của John Fields, đưa bóng rất thuận lợi cho Nguyễn Tuấn Anh và 3 điểm đến từ vị trí của Tuấn Anh cho Warriors. Bóng đang thuộc kiểm soát của Hồ Chí Minh City Wings, động tác giả của Vincent Nguyễn và có điểm hay không, rất hay. Quả bóng của số 1 bên phía đội khách, tấn công của đội chủ nhà không thành công, phản công nhanh cho cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings. 2 điểm cú rổ của Evgen Sanyuk và phối hợp giữa hai ngoại binh, bên cạnh 15 pha rebound. Đó là những đóng góp rất ấn tượng của John Field trong cái mặt trận tấn công lẫn phòng ngự. Và đã có một tình huống viên Chris Mdaleo bên phía cao thủ Warriors. Xin lỗi quý vị. Như vậy một tình huống bóng đã đi vào rổ quá bất ngờ và dứt điểm của Sammy Swain. 16 giây nữa là sẽ khép lại. Tân Hải Đăng, cơ hội tấn công cho các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings. Yevgen Sanyuk, floater. Và lần này thì floater thành công cho Yevgen Sanyuk. Justin Young đưa bóng ra cho Thái Quảng. Và đây là Đặng Thái Hưng. Rất hay, những tình bóng hai đang là thứ mà Văn Hùng xử lý cực tốt. Đó là Swain, Justin Young và Simon Swain, 3 điểm cho Warriors. Warriors đang chơi tốt ngay cả khi John Fields không có mặt trên sân. Mình thi đấu không tốt thì quả thực rất khó cho đội khách. Sammy Swain đưa bóng cho Đặng Thái Hưng. Vẫn là Thái Hưng, rất hay. Có điểm đến từ vị trí của Đặng Thái Hưng. Tâm lý thoải mái, tinh thần hưng phấn đang giúp cho các cầu thủ Warriors. 20 điểm rồi. Rất khó để chúng ta hình dung ra được cách biệt điểm số hiện tại khi chứng kiến những hiệp đấu trước đó vừa có điểm cho Smith. Sammy Swain, Justin Young. Vẫn là Justin Young quyết định đột phá vào trong của Young và có điểm cho Warriors. 79-63. Trong việc cạnh tranh vé dự playoff, cứ để thua thì họ vẫn chỉ có 3 game thắng từ đầu mùa mà thôi. Còn Thăng Long thì sẽ có game thắng thứ 6. Và dứt điểm chuẩn xác đến từ vị trí của Lê Trần Đăng Huỳnh, mang tới cú đánh trời giáng vào tham vọng lực lượng thế cờ của City Wings. Và lúc này nỗ lực của Vincent Nguyễn, 2 điểm được tính cho Vincent Nguyễn. Thời gian đang được đếm ngược. Lê Hiếu Thành vẫn có điểm cho đội chủ nhà. Mọi thứ thì đã ngã ngũ rồi, nhưng Hiếu Thành thì vẫn tiếp tục gia tăng điểm số của mình ở trong game đấu. Một trận đấu hay của Hiếu Thành, trong đó có 3 quả 3 điểm. Trận đấu khép lại với chiến thắng 87-72 dành cho Thăng Long Warriors trước Hồ Chí Minh City Wings. Đây không phải một trận đấu quá tệ với cao thủ đội khách,